bắt đầu từ năm 2021 trở đi tuyển công chức nâng ngạch công chức thực hiện theo nghị định 138 của chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2020 thì làm thế nào để chúng ta có thể dự tuyển công chức được thì chúng tôi sẽ đưa ra các bước như sau bước thứ nhất chúng ta xem thông báo tuyển công chức trên phương tiện thông tin đại chúng thí dụ chúng ta xem trên mạng hoặc chúng ta xem thông báo trực tiếp tại cái nơi niêm yết tuyển công chức à, sau đó đến bước 1 chúng ta biết được thông tin rồi thì chúng ta thực hiện sang bước 2 chúng ta nộp phiếu đăng ký dự tuyển qua con đường bưu điện à, hoặc nộp trực tiếp như vậy là à, nghị định 138 cho phép chúng ta à, nộp từ xa Đấy, rất thuận lợi cho những thí sinh ở xa à, chúng ta có quyền nộp đơn dự tuyển bất kỳ ở tỉnh nào ở đơn vị nào có nhu cầu tuyển công chức không phân biệt địa giới hành chính tỉnh nào có nhu cầu tuyển công chức thì chúng ta mà đáp ứng được à, tiêu chuẩn điều kiện là chúng ta có quyền nộp à, sau khi thực hiện bước 2 xong thì chúng ta sẽ tiến hành ôn tập để môn kiến thức chung môn tiếng anh và môn tin và môn nghiệp vụ chuyên ngành à, thì như vậy là à, nếu mà à, các đơn vị tổ chức thi tuyển công chức mà thi thực hành trên máy tính thì À, chúng ta thi kiến thức chung và môn ngoại ngữ, cụ thể là môn tiếng Anh. Nếu mà chưa có điều kiện tổ chức thi thực hành trên máy tính, thì thi thêm môn tin học cũng theo hình thức trắc nghiệm. Thì à, ôn, ôn tập ở vòng 1, học viên có thể đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, để chúng ta ôn tập môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin. À, bước 4 là chúng ta thi tuyển, thì được tổ chức làm hai vòng. Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy tính thì phải thi môn kiến thức chung 60 câu 60 phút. Chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu uh, trở lên thì mới qua được cái môn kiến thức chung. Môn tiếng Anh, uh, 30, 30 câu 30 phút, thì chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên chúng ta mới qua môn tiếng Anh. Và nếu thi trắc nghiệm trên giấy, chúng ta phải thi thêm môn tin học. Uh, 30 câu 30 phút, thì chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên thì mới qua được môn tin học. Uh, có một môn ở vòng 1 bị rớt, thì chúng ta không có cơ hội được thi vòng 2. Sau khi chúng ta trúng tuyển vòng 1 thì sẽ dự thi vòng 2. Đó là cái vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thì môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ có 3 hình thức thi. Hình thức thứ nhất là thi viết một bài 180 phút. Hình thức thứ hai là thi phỏng vấn 30 phút. Chúng ta được quyền chuẩn bị là 15 phút nữa. Hình thức thứ ba là vừa thi viết vừa thi phỏng vấn. Tùy theo từng hội đồng thi quyết định. Một trong ba hình thức. Sau khi chúng ta thi xong thì bước năm là xác định người trúng tuyến Điểm bài thi cái môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên nếu có xếp từ cao xuống thấp lấy cho đến hết chỉ tiêu. Còn cái điều kiện à, là cái điểm liệt ở vòng 2 là môn nghiệp vụ chuyên ngành à, có à, bài thi à, Theo thang điểm 100 mà làm được dưới 50 50 điểm thì sẽ là điểm liệt. Thế còn lại là từ 50 điểm trở lên đối với bài nghiệp vụ chuyên ngành thì chúng ta cộng với điểm ưu tiên nếu có xếp từ cao xuống thấp lấy cho đến hết chỉ tiêu. Thế bước thứ sáu là hoàn thiện hồ sơ và nhận quyết định tuyển dụng như vậy học viên có nhu cầu ôn tập trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn để các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin theo hình thức trắc nghiệm hãy liên hệ với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn để học các cái môn thi trắc nghiệm ở vòng 1. thì giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em.